Tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội dài 12,5 km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm, với tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn trên cao dài 8,5 km từ Nhổn đến Cầu Giấy, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành từ đầu tháng 7 năm nay. Các nhà ga trên tuyến được xây dựng đẹp và hiện đại, với thiết kế hình cánh chim hòa bình cùng hệ thống thảm cây xanh hai bên. Sau khi được đưa vào khai thác, đây sẽ là tuyến đường sắt đô thị thứ hai của Hà Nội, cùng với Cát Linh – Hà Đông.